là một người chủ neo thì mấy anh chị có bao giờ hỏi, tự hỏi mình là bằng cách nào mình có thể có thêm thu nhập cho tiệm của mình, bằng cách nào mình có thể giúp cho thợ của mình có một cái nguồn income mà trước đây không có, và nếu mà muốn tăng income như vậy thì làm sao mình có thể không cần phải có thêm thợ, hoặc là không cần phải có thêm mặt bằng, không cần phải có thêm ghế pedicure vẫn có thể tăng income được. Và đối với em đó là một cách kinh doanh là mình nên tìm hiểu, mình nên đầu tư như thế nào. Thì một số điều em muốn chia sẻ ở đây là nếu mà mở một tiệm nail thì mình đầu tư để mình kinh doanh hay là mình để lấy công làm lời, đó là câu hỏi là mấy anh chị nên tự đặt cho mình. Và bản thân em khi mà em kinh doanh ngành nail mình cũng đặt cho mình câu hỏi đó, nếu như mình mở một tiệm ra để mình lấy công làm lời thì thực sự mình còn mất mát rất là nhiều cái khả năng ở trong tiệm nail mà mình có thể khai thác được. Nếu mấy anh chị muốn thấy được là mình mở một cái kinh doanh ra để mình kinh doanh, và thực sự kinh doanh trong tiệm nail hiện tại bây giờ là mình đang kinh doanh trực tiếp vào dịch vụ. Ý em muốn nói ở đây là mình mở một tiệm nail ra có đầy đủ những ghế pedicure và bàn pedicure để mình làm những cái dịch vụ cho khách, và qua những cái dịch vụ đó mình lại phụ thuộc vào nhân viên. Dĩ nhiên những cái dịch vụ đó nếu muốn đem lại income thì mình phải có nhân viên để phục vụ những cái service đó thì mình mới có nguồn income. Cộng với lại, ví dụ như ghế pedicure, mấy chị để 10 ghế pedicure trong tiệm mình đi, rồi mỗi mùa như vậy, mùa đông thì không có nhiều khách làm pedicure, mùa hè thì rất là nhiều khách, nhưng mà những cái ghế của mình chỉ tập trung vào mùa hè, còn mùa đông thì chỉ ngồi đó, không có cái service ở trong đó, mình không có cơ hội mình giúp cho thợ mình tăng income trong những cái mùa như vậy. Hoặc là mình bị giới hạn về thu nhập, trong vòng nửa tiếng đồng hồ một cái ghế pedicure mấy anh chị đầu tư vào chỉ làm được một cái pedicure, không thể nào làm hai pedicure trong một ghế được hết. Thì đó là một cái giới hạn, trong 10 tiếng đồng hồ mấy anh chị chỉ có thể làm một số service 10 người khách một trên một ghế pedicure, không thể nào làm 20-30 người khách trong một ngày được hết. Thì đó là một số giới hạn nếu mà mình tập trung vào dịch vụ. Và cái đó cũng là một cái nỗi đau đầu cho nhiều anh chị em làm nail, nhất là những người chủ nail, nhất là ngày hôm nay kinh doanh nail năm 1990 rất khác với kinh doanh nail năm 2015. Lý do là có thể lúc trước mình không có những cái chi phí giống như là tiền rent hồi trước rất là rẻ, hoặc mình chi phí về thẻ credit card mình không có phải chi tiêu ra, hoặc là những cái chi phí về quảng cáo lúc trước rất là thấp nhưng bây giờ chi phí rất là cao. Thì giá nail vẫn như vậy, tiền trả ra cho thợ vẫn là 60%, trong khi mình lại chi phí nhiều hơn. Thì mấy anh chị tự hỏi nếu như mà mình tìm ra một cách nào đó để mình có thể tăng income được, thì cách mà em muốn giới thiệu mấy anh chị đây là cái bán lẻ. Thực sự ra bán lẻ trong cái ngành thẩm mỹ của mình nó không phải là mới, nhưng mà có thể là với những ngành nail của mình nó là mới. Em có chia sẻ với nhiều anh chị em trong ngành nail thì em nghe cái feedback lại là nhiều anh chị nói là mình có 5-7 chai nước sơn, 2-3 tháng mới bán một chai thì làm sao mình có thể bán được những sản phẩm khác bây giờ. Nhưng mà có thể và mình chưa khai thác hết, tại vì cái tiệm nail của mình là một cái kho tàng rất lớn, có rất là nhiều người ra vào mỗi ngày. Nhưng mà có một điều là khi họ vào mình chỉ phục vụ làm móng tay và móng chân, mình chưa có cái sự quan tâm tới những cái nhu cầu khác của họ. Thí dụ các em cũng nói, thí dụ như là bây giờ người khách đang có nhu cầu về mua sản phẩm da mặt đi, thì sau khi mình làm cái pedicure xong thì người này muốn đi mua một sản phẩm để chăm sóc da mặt, thì câu hỏi kế tới họ đi đâu? Họ sẽ vào mall, những người có tiền hơn họ sẽ vào mall, những người không có nhiều chi phí ra nhiều thì họ sẽ vào trong Walmart, CVS hoặc những cái nơi để họ mua những cái sản phẩm đó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là tiệm nail mình đang thất thoát rất lớn, vì mình có thể đáp ứng được nhu cầu của người khách hàng đó ngay tại trong tiệm của mình. Và cái đó là nhiều khi mấy anh chị thấy, thí dụ như mình nói là tiệm nail của mình chỉ là dịch vụ thôi, tôi mở tiệm nail ra để làm nail. Em đồng ý cái đó là rất là đúng. Nhưng bây giờ mấy chị thử nghĩ lại những cái tiệm giống như là gas station, cây xăng đi. Thì cây xăng, cái tiền income của đến từ đổ xăng nó không bằng cái tiền lợi nhuận đến từ cái tiệm convenience store. Hoặc là một cái tiệm tóc, một cái tiệm cắt tóc không phải lệ thuộc vào người nhân viên đứng cắt tóc, nhưng mà nó sẽ có rất nhiều income đến từ dịch vụ bán lẻ.
Đó là lý do mấy anh chị thấy khi bước vào tiệm tóc, mấy anh chị thấy rất là nhiều gian hàng kệ bán rất là nhiều sản phẩm, vì họ hiểu được cái nguồn lợi đến từ bán lẻ là một cái đầu tư thông minh. Họ không cần phải phụ thuộc thợ, dù người thợ đó chỉ làm ra một service có 15 đồng nhưng mà họ có thể bán được một cái dòng sản phẩm, một vài sản phẩm có thể 100 đồng cho người khách đó. Và rất là đơn giản, trong một thời gian rất ngắn như vậy, họ có thể có một cái nguồn income, thu nhập lớn từ cái sản phẩm. Thí dụ như bây giờ mấy anh chị nghĩ mình đầu tư một cái ghế pedicure đi, khoảng 3.000 đồng. 3.000 đồng đó thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ mình làm một người khách như vậy là mình lấy 25 đồng, mình trả cho thợ 15 đồng, mình còn lại 10 đồng. Mà nếu 10 đồng đó mấy anh chị phải trả tiền rent, tiền thuế, tiền supply, tiền thẻ credit card, tiền điện, tiền nước, đủ thứ hết, thì sau khi trả những khoản chi phí đó mấy chị còn lại là khoảng chừng 3 đồng. Thì nếu cái ghế pedicure đó mấy chị đầu tư 3.000 một ngày mà làm 10 người khách, mình chỉ lấy cao lắm là 30 đồng thôi. Trong khi bán sản phẩm, một người khách có thể mua 2 sản phẩm, 3 sản phẩm, 5 sản phẩm tùy nhu cầu của họ. Và trong từ những cái sản phẩm họ mua như vậy, mấy chị có thể có nguồn income từ 20 đồng, 30 đồng, 100 đồng và có thể 200 đồng tiền lời như vậy. Và nó không có giới hạn. Và có thể một người thợ phục bán một cái sản phẩm cho người khách có thể 2-3 sản phẩm liên tục như vậy. Ngoài ra nữa là mình đáp ứng được cái nhu cầu của người khách hàng. Cái này là cái em rất là thích, là cái đáp ứng nhu cầu của người khách hàng. Vì người khách đã có nhu cầu, nếu mình không có đáp ứng được ngay trong tiệm của mình, họ vẫn có thể đi tìm ở nơi khác mà có bán cái dòng sản phẩm đó. Thành ra nếu mình không bán, đó chỉ là cái sự mất mát của mình thôi. Thì đối với em, nếu mà mấy chị đã coi như mình đầu tư vào tiệm nail để mình kinh doanh, thì mình nên tận dụng cái space, cái tiệm của mình đã có trả tiền rent rồi, đã trả tiền điện rồi, đã trả tiền nước rồi, thì mình nên có một cái tủ để mình đáp, có những cái dòng sản phẩm để mình đáp ứng được cái nhu cầu của người khách hàng. Và em mong muốn khi mấy anh chị nghe cái lời chia sẻ của em, mấy anh chị áp dụng vào tiệm của mình và có những cái nguồn income mà từ hồi tới giờ mấy anh chị đang băn khoăn ở đâu mà có, thì từ cái dòng bán lẻ này sẽ làm cho mấy anh chị mở ra một cánh cửa mới trong tiệm nail của mình. Cảm ơn tất cả anh chị.